Chào tất cả các bạn nha. Thì lúc này mình vừa quay cho các bạn một đoạn cảnh lá muối me. Đó là những cái lúc mà mình cho khoai vào máy xay thịt xay cá các bạn. Đó, nó xay ra cho nó nhỏ, cho mịn các bạn. Nếu như các bạn mà làm ít, các bạn có thể sử dụng bằng tay bóp hoặc là bằng cối. Nói chung bằng tất cả mọi thứ mà các bạn có thể làm cho nó thật nhỏ ra, thật nhỏ và thật mịn các bạn nhé. Còn như mình đây là có sẵn cái máy này rồi, thì mình làm theo số lượng nhiều nên mình bắt buộc mình phải làm máy. Đó, nên mình phải sử dụng quá máy thì mình xáy nó mới nhỏ được. Mình có thể xáy 1, 2, 3 lần để cho nó thật nhỏ, thật mịn. Thì sau khi mà mình quá trình mình phủ và mình tiến hành đảo môi cấu thì cái lượng môi ăn bún xương rất chi là mạnh các bạn nhé. Còn các bạn thì cứ để cho nó hẳn vón cục á, môi me mà nó để cho nó vón cục là đến khi mình ngâm ném trong nước là nó cái sự tán ra trong nước rất là chậm các bạn nhé. Đó, cái cách các bạn nên lưu ý nữa. Nếu các bạn sử dụng bằng tay, các bạn cố gắng nắm làm sao cho nó thật chặt. Quên, các bạn cố gắng làm sao nghiền nhận thật nhỏ đó. Còn hôm nay, mấy ngày hôm nay thì mình không đi câu được, các bạn thông cảm cho mình nhá. Mấy ngày hôm nay thật sự không phải vì thời tiết lạnh mà cả không ăn mà mình không đi câu đâu. Mà thực ra là mấy ngày hôm nay mình sơ chế làm khoái, làm mồi me rất là lâu các bạn ạ. Mỗi lần làm đến lúc mà gần hết mồi, mình phải nghỉ ít nhất về một tuần mình mới làm được xong tất cả các mẻ mồi thì mình mới đi được. Bạn thấy đó, mình làm một lần có thể từ 5 tấn, 3 tấn. Đó, lần nào ít cũng phải 2-3 tấn, còn lần nào nhiều là phải 5 tấn môi. Đó, nên là làm thời gian làm rất là lâu. Mà không phải mình thuê ai cả, mình có chắc mình với vợ mình thì có nhờ thêm một số anh chị em để phụ giúp thôi, chứ cũng có ai mà thuê cả. Đó, nên là thời gian làm rất là lâu. Nói chung hôm nay thì thời tiết bắt đầu thay đổi hơn hôm qua nhiều. Hôm qua thì còn có nắng, nhưng hôm nay bắt đầu ấm ú, có mưa phun nhỏ đấy. Khả năng là làm thêm một ngày mái nữa, ngày một nữa mới xong các bạn ạ. Lúc đấy mình mới đi câu được, lúc đấy mình có những clip hay quay cho mọi người được. Tuy mình không đi câu được nhưng mà bên cạnh đó anh em lấy môi của mình đi câu cũng lấy được rất nhiều cá các bạn ạ. Mình thường xuyên up lên trên Zalo đó. Các bạn đã kết bạn với Zalo mình, các bạn có thể xem và cảm nhận về môi của mình, môi câu mình làm ra rất là nhảy. Mình báo các bạn cực kỳ nhảy luôn, báo các bạn lên cá. Đối với các bạn câu cá me thì cứ câu ở mức nước điểm nào xấu nhất của hồ, đè điểm nào xấu nhất của hồ. Còn mà hồ mà không có những cái điểm xấu thì hồ cả mặt hồ chỉ xấu được khoảng tối đa khoảng tầm 2-3 mét thì các bạn cứ ném nó giữa hồ mà câu thôi. Cá me thì cứ thích ở chính giữa yên tĩnh, hoặc là ở vùng xấu, ở chỗ xấu thì các bạn cứ tìm những cái nơi địa hình như thế các bạn tiến hành câu. Còn hồ rồng, hồ tự nhiên rồng thì cái tiệm kiếm những cái vỉa xấu mà cấu những gốc khuất đấy, xấu mà hay mò để ăn lắm đấy. Chúng ta cứ cấu những cái điểm đấy là rất chi là hiệu quả các bạn nhé. Còn đối với cấu là cấu cả lăng xê chim á, các bạn cứ tìm cho mình cái bài nào mà cứ rơi mức nước cứ rơi vào tầm khoảng 2-3 mét thôi, đừng có hám ném vào những cái điểm xấu. Ném những cái điểm xấu tỷ lệ được cá rất chơi thấp đó. Và kinh nghiệm của mình nhé các bạn nhé, khi lấy môi mình về cứ nghiến. Không phải mà các bạn lấy được môi ngón mà về các bạn tự tin mà ném ra cái trửa hô là có như mỏm đó các bạn nhé. Ném chỗ xấu quá hoặc những cái điểm mà cá có thể để nắn được á, các bạn cứ đe với những cái điểm ném là mỏm nó lúc đấy lại đổi tồi cho là gió môi đấy. Thực ra là không phải là gió môi mà gió các bạn không câu được đúng vị trí. Các bạn nên để ý, nếu các bạn câu lăng xê thì câu những cái nơi mà hẳn có bụi cấy ăn oam xuống dưới hô á đấy, làm những nơi trú ngụ cho cẩn, hoặc là những cái cọc ke đó, những cọc ke nằm ở dưới hồ đó, những cái bờ góc vất của hồ đó, mình cứ đánh những cái điểm đấy là rất dễ được cá to các bạn nhé. Nó hay chui vào trong đấy, mùa hè cũng như mùa đông thôi, cái chui vào trong đấy thì nhất là mát mẻ ấm cúng đấy, để người qua lại ấy vô đó làm ổ. Mà những cái nơi đấy á các bạn ạ, các bạn cứ nếu mà mùa hè các bạn có thể lôi xuống được, các bạn lôi xuống là các bạn thấy chỗ đấy những cái nơi đấy nó băng phẳng luôn, nó băng mà nó ở đó nhiều á, nó dè cái bùn ở chỗ đó hầu như là không có bùn luôn, nó dè nó cứng như kiểu nền bê tông luôn. Nên khi ở bàn ném môi trong những cái nơi đấy thì lấy được cá rất là nhanh và được toàn được con to các bạn nhé. Đấy, mà nên tìm những cái vị trí đẹp như thế mà câu. Còn những cái hồ tự nhiên rồng thì các bạn cũng nữa đi tìm những cái nhánh, những cái éo, những cái ngà bá mà mình ngồi mình câu. Rất chi là mình cứ ra hồ mình cứ quan sát thấy điểm nào mà nhìn kiểu có cá hay lũi đến, mình cứ đến những cái điểm đấy mà câu.
tuy đường xá nó không đến đó được, đó đến đó thì mình có thể vặt bộ xe không để được thì mình vặt bộ, mình tìm đến những cái điểm đấy mình ngồi mình câu là tỷ lệ được cá rất nhiều cao các bạn nhé. Còn những cái chỗ mà nó sạch sẽ thoáng đẳng anh em hay câu thì khả năng có thể là cá nó vào đó nó nhiều rồi, nó nhơn rồi, nó sờ rồi, nó không vào nữa, nên mình phải tránh những cái chỗ này ra. Đấy, mình các bạn thấy chứ, cái hồ rất là đẹp nhưng mình toàn tránh những cái nơi đẹp mình ngồi, mình kiểm những cái nơi khó chưa ai ngồi, mình để đó mình ngồi. Đấy, tỷ lệ lên cá rất là cao. Rồi mình nói vòng vó nữa các bạn nhé. Thế hôm nay mình sẽ giới thiệu hướng dẫn mọi người cách làm môi câu cá me. Này như nói luyến thuyến nhiều quá các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết làm môi me từ A đến Z luôn. Khi mà khoái vừa về đến nhà nè, nói chung là chúng ta phải tròn khoái to, khoái củ to về hai nữa là khoái da. Đó, sau khi tròn được khoái rồi chúng ta sẽ tiến hành rửa sạch cao vỏ. Nếu mà củ nào xấu, củ nào bị sung á, bị thổi á, thì chúng ta không thương tiếc các bạn nhé, sẽ cắt bỏ và củ thịt, và chúng ta cũng không tận dụng cái khoái hứ để làm vào một mục đích chứ khác, có thể cho gà, cho vịt, cho trâu, cho bò nó ăn cũng được, chứ chúng ta không để phục vụ trong cái việc câu kéo các bạn nhé. Cái khoái để là ném vô là cả không nhầm để ăn đâu, hôi rất là hôi. Đó. Rồi sau đó chúng ta gọt vỏ, cào cái lớp lùa đi. Đó, cái lớp lùa để nó rất là khó tán trong nước, và dùng được nó không tán trong nước, nên là làm cho cái môi của chúng ta rà rất là lâu. Đó, nên chúng ta phải khắc phục nó, lách về cào vỏ nó đi. Đó. Mình làm phổ thông thôi, mình cứ tra bằng tay cho nó bay cái lớp bớt cái lớp vỏ lùa đi, rồi là mình mới tiến hành xay. Sau đó mình đem đi hấp. Mùa này các bạn nên hấp thì khoái nó sẽ đỡ bị nhừ hơn. Đó, chứ luộc thì hẳn ngầm được nhiều nên hẳn rất là nhào. Đấy, sau đó khi luộc xong thì như lúc này đó, chúng ta sẽ vớt ra cho một cái bạt. Tại một cái bạt chúng ta sẽ đổ khoái ra đó. Rồi sau đó chúng ta bật quạt lên cho nó hống, cho nó khô. Nó khô xong chúng ta tiến hành đi sấy. Tất cả video lúc trước mình quay là mình đã quay hết chi tiết rồi đó. Đó. Khoái phải tròn những cái củ cho to, nhiều bột. Con củ nhỏ thì hẳn nó còn nón à, củ nhỏ thì hẳn nhiều sớ lắm các bạn, tuy hẳn ra thôi nhưng mà hẳn chuyển sang những kiểu nó rề cấy hẳn rất nhiều sớ chứ hẳn là không có bột à. Rồi sau đó chúng ta sẽ xay nhỏ ra, bây giờ mình sẽ quay màn hình lại cho các bạn nhá. Sau khi chúng ta xay xong thì chúng ta sẽ cho vào một cái số, mà cái số đó các bạn nên chuẩn bị một cái số sạch, chứ số khô số sạch nhá. Phía dưới chúng ta lại lọt cho mình khoảng một lớp bia cắt tông dày bằng từng này các bạn này. Cái lớp bia đấy nó sẽ hút cái lượng hơi ẩm ở trong lúc mà quá trình mình ủ á, nó sẽ sinh ra nước, nó sẽ hút cái nước đấy các bạn nhìn. Mình sẽ bốc một nắm khoái các bạn nhé. Các bạn đừng có để cái khoái này nó đánh lừa các bạn nhé. Khi mà chúng ta mới xay ra nhìn nó rất là vừa, có thể đem đi câu ngay, nhưng thực ra trong cái khoái này nó rất là nhiều nước các bạn này. Trong quá trình lên men nó sẽ chảy ra nước các bạn này, và lúc đó cái môi của chúng ta nó sẽ bị nhão nhá. Các bạn luôn luôn nhớ rằng cái khoái này chính là một cái như kiểu một cái bạt nước luôn. Bây giờ mình bóp nó không chảy nước ra, nhưng các bạn ủ á, các bạn đóng vào đây, các bạn ủ á, nó sẽ ra nước và làm cho cái khoái này cực kỳ nhão nhẹt luôn. Lúc đó chúng ta không thể tiến hành đi câu được đó, nên chúng ta lúc nào cũng phải xử lý cái chuyện hẳn lên hơi lên men hẳn sinh ra nước, và chúng ta phải khắc phục cái điều đấy bằng cách chúng ta cái chó bia cắt tông vào. Khi nào ướt lớp này thì chúng ta cứ bốc ra, bỏ lớp bia cà tông khác vào. Thì sau một thời gian ủ, ví dụ 1-2 tháng, chúng ta bốc khoái ra để đi câu, để làm môi câu cá me chẳng hạn, nó cũng sẽ ướt. Và khi đấy nó không ướt như thế này nữa, mà nó sẽ ướt một cái lượng vừa phải thôi. Nó mềm, nó ướt. Lúc đó để làm khô môi thì những video trước mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Đó chính là bột béo các bạn nhé. Bột béo chúng ta sẽ sử dụng bột béo hoặc là bột gạo thì chúng ta làm khô môi. Các bạn không nên sử dụng cắm gà hoặc là cắm vịt hoặc là cắm chim để làm khô môi nhé. Vì trong cắm gà, cắm vịt, cắm chim là có vì muỗi trong là mặn môi. Làm như môi chúng ta có vì mặn là con cá me nó không thích các bạn ạ. Con cá me nó chỉ thích một là thơm chua ngọt, hai là thơm chua, thì có hai vị đấy thôi. Đó. Nên các bạn nên lưu ý cho mình rồi nhé. Còn bây giờ mình sẽ quay màn hình lại cho các bạn xem cửa hàng của mình luôn. Có video này mình cũng cho mọi người xem cái cửa hàng mình đang nơi mình đang sống. Mình đang thuê trọ ở quốc lộ 48. Mình cũng mượn lại của anh Kỳ để kinh doanh thôi. Chứ nhà của mình thì ở nằm sâu trong làng á.
đấy, cách đây khoảng 1 cây số. Mình thuê ở đây làm ăn thôi, tương lai nếu có điều kiện thì mình sẽ mua luôn để mình ở đây mình kinh doanh. Còn trước mắt thì mình đang ở thuê ở tạm thôi, không phải là nhà của mình đâu. Nhưng mình sẽ quay các bạn xem. Hàng hóa của mình thì chủ yếu mình bán online, nhưng mình cũng không bán, vẫn bán ở quán, nhưng mà khách khứa ở vùng quê rất là ít, các bạn không có khách nhiều ở như thành phố đâu. Thế là hàng mình tập tháng này sang tháng khác thôi, chủ đạo để bán online cho mọi người thôi, chứ không có khách ở địa phương mua đâu các bạn ạ. Đấy, phía sau mình là một dàn ghế cấu, ghế rồi là túi này, rồi là vợt xúc cá đây các bạn. Đó, mình sẽ quay cái sơ qua cái nhà mình cho các bạn xem. Tí nữa mình chụp mình làm ảnh nền nữa các bạn. Đây như thế này. À. Rồi ok, mình chúc tất cả các bạn luôn luôn thành công và mạnh khỏe các bạn nhé. Chúc tất cả các bạn đi câu lúc nào cũng lên được thật nhiều cá to các bạn nhé. Ok, mình chào tất cả các bạn nhé. Đây là sau cùng các bạn nhé. Chúng ta sẽ cho bìa cắt tông lên như thế này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ ủ khoảng một vài tháng gì đấy, lúc nào mình nếm ok rồi thì tiến hành đóng bao, móng mao xuất đi thôi. Ok các bạn nhé.